Rồi, qua đây. Phát hiện mộ ông lớn luôn nha. Đây ba lỗ 1 2 3. Ngay cái vườn cây luôn. Rồi, cứ quay đi cứ quay. Rồi bắt đầu giờ cái bắt ông nha. Đó, đúng ra kìa. Thôi, ở trên cái này đi. Đây nè, có cho nó đó. Ủa rồi. Này, nó đang đúng ra kìa. Cho nó miếng đi. Cái lỗ nó nhỏ lắm. Để nó thôi mạnh vô. Trời, thôi mạnh vô nó mới vô được. Đi, nó đúng ra kìa. Không. Thôi mạnh vô. Rồi, ok. Chào khán giả đi. Rồi, chào mọi người nha. Đăng ký kênh. Hả? Mọi người đăng ký kênh nha, subscribe nha. Ừ. Đăng ký kênh, subscribe and like, share. Rồi, quay ông, quay ông. Ông đang tú ra nha mọi người. Rồi, tạm biệt mọi người. Có gì về mình sẽ cắt ghép. Ông đang tú ra nha mọi người. Quay cực cảnh ông túa ra nè. Đó. Khoảng một tiếng sau là ông nó sẽ bu lên nón thôi. Ông ra quá trời cho mọi người. Nè, túa nè. Sao dễ sợ không? Đừng có túa. Chưa. Thôi mang cái gì? Chưa ra mà. Rồi để đợi bắt chúa đã nha mọi người. Đây chuyên gia bắt ong nha. Đó, thấy mang bộ đồ là biết là ok rồi. Chuyên gia này đang bắt ong đây. Đó, nó lên. Hai, mọi người subscribe kênh nha mọi người nha mọi người. Mình là phải an toàn là trên hết mọi người ơi, chứ đừng có giống như mấy người kia, tay không đánh giặc là chết. Đây nguyên cái vườn bông luôn. Rồi, anh em đang bắt ong nha. Ong càng ngày càng ra đông rồi đó. Quá đông luôn. Giờ cứ đợi ông ra, đợi ông chúa ra là bắt thôi. Ổ này ổ sẽ lớn, hơi bị lớn á. Chưa thấy chúa ra. Ông này hơi lớn á. Khá là lớn. Rồi. Rồi bây giờ là phải hút quân vô nha. Đó, hút quân là hút gì nè. Đó. Tao vô vậy. Đó. Thấy chúa rồi đúng không? Ừ. Đủ nó bồn bên đây nè. Ừ. Đấy có chú là hút được hết rồi. Hả? Đấy có chú là quân hút không hết. Đây nữa. Không có chú hút.
Rồi bây giờ thánh bắt ông bắt đầu hốt ông lên ổ nha. Cái nón đưa cái mí nón vô đó. Đưa cái mí nón vô đó coi. Để cho lùi lên đây con. Thu phục của ông này xong rồi nha mọi người. Bây giờ thẻ lấy thêm một ông thứ hai đằng kia nữa là về luôn.